Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, số ca mắc bệnh đầu mùa khỉ vẫn đang tiếp tục gia tăng tại châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 14 tháng 9 cho biết là năng lực xét nghiệm bệnh đầu mùa khỉ đang rất hạn chế, đặc biệt là tại tâm dịch là CDC của Công Cô, và chính điều này khiến cho phạm vi xét nghiệm chỉ mới thực hiện ở một mức rất nhỏ. Báo cáo tình hình mới nhất của WHO nêu rõ, do hạn chế tiếp cận xét nghiệm trong phòng thí nghiệm ở các vùng xa xôi của Congo, nên chỉ có khoảng 40% trong tổng số các trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh được tiến hành xét nghiệm từ đầu năm đến nay, tăng từ mức 9% trong năm ngoái. Trong số này, khoảng 55% cho kết quả xét nghiệm dương tính. WHO cho rằng tỷ lệ tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại Congo trong năm 2024 dự kiến vào khoảng 0,5% trong số các trường hợp đã được xác nhận bệnh, với khoảng 25 ca tử vong trong số 5.160 trường hợp và 3,3% trong số các trường hợp nghi ngờ, cả đã xét nghiệm và chưa xét nghiệm ba quốc gia báo cáo nhiều ca nghi nhiễm nhất kể từ đầu năm đến nay là Congo Burundi và Nigeria hiện có hai chủng gây bệnh đậu mùa khỉ mỗi chủng có biến thể là a và b who cho biết các chủng và biến thể này đang lưu hành ở các khu vực địa lý khác nhau và ảnh hưởng đến các nhóm dân cư khác nhau do đó cần tiến hành các biện pháp đối phó phù hợp với tình hình tại địa phương